Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là Tony. Thì trước mặt các bạn đây là một website mà được các bạn ấy hỏi rất là nhiều. Thì với web này mình sẽ làm nhanh thôi, không có gì là lằng ngoằng cả, hướng dẫn cho các bạn rất là nhanh để xem chúng ta có lên hay không lên chơi web như thế này. Thì trước mặt các bạn đây là nó là Does Not Store Money, có nghĩa là không có tiền ở trong cửa hàng. 10 phút các bạn work for, có nghĩa là ý nó nói là làm việc cho 10 phút một ngày. Một ngày bạn sẽ kiếm được 1.500 ruble per account này, camera các kiểu. Các bạn có thể đọc đây, you can everything with các kiểu lý do, các kiểu ở đây về photo, các kiểu các bạn có thể đọc. Đấy. Đọc earn money, các thứ. Đại khái là một dạng như quảng cáo introduction mà việc kiếm tiền nào ra. Ok, show name thì các bạn có thể điền vào đây, Tony này. Đây là việc đăng ký, link của web mình sẽ để ở phần mô tả bên dưới, nó không hề có referral, không hề có các thứ gì. Nên country các bạn có thể chọn bất kỳ nhưng mà không có nước nào ở nước Anh cả. À không, Mỹ. Và đây là cái hệ thống mà Tajikistan này, Kazakhstan này, Mỹ, America, có nghĩa là đại khái là Ukraine, những cái hệ thống mà thuộc cái bọn Nga ấy. Chứ còn nó chả có cái gì là Kazakhstan. Create name, cái này là phụ Nguyễn Thanh Nguyễn Tôn. Đấy, nên bạn thể để là tôi đi. Nói chung là đơn giản thế thôi. Còn research xem. Các bạn thể xem clip thằng này nói, nó nói vớ vẩn mà. Thì chúng ta có thể xem. Ok, các bạn thể nhìn thấy đây. Vào phát đây, click các thứ xong. Ok, thầy dịch nhờ cái tra đi ta. Thank you for register the Euclid 1.500 ruble. Have a live work. Nó cho 1.500 ruble đấy. Ok, phương pháp của chơi quét như này rất là đơn giản. Lúc ấn vào đây thôi. Ấn đấy, đã nó quét. Nó xem nó kiểu kính loop vào từng thứ một, xong bạn nhập như này. 490, các bạn có thể quen thuộc. Ngày trước mình đã từng giới thiệu cho các bạn một quét như hệt như này rồi. Một số bạn ấy muốn mình làm những cái quét như này ấy, thì mình làm thôi, chứ còn cái này nhìn bạn nhìn thấy dễ dàng không? Đấy, thấy chưa? Nhìn dễ dàng không? Đấy, thì mình lúc tiếp phát nữa nha. Đây nó có giá này. Đấy, nhìn này. Đơn giản thôi, mình sẽ làm xong cái này để cho các bạn thấy là với một người bình thường làm thì nó sẽ như thế nào. Ok, lúc tiếp phát nữa. Đấy. Nói chung là những cái thằng nó đang chat như này thì chúng ta cứ tham khảo thôi. Đấy. Dễ dàng không? Anh em thấy dễ dàng không? Dạ, con bé này xinh thế ta. Người Nga à? Tội nghiệp những thằng FA như mình, nhìn thấy gái xinh là mắt tớn này. Thường thì những cái con gái nào xinh thì là thường nó là yêu quái, mà thường là quét nào mà ngon thì nó cũng là quét đẹp. Đấy, các bạn hiểu như thế. Cứ thấy con đứa nào xinh thì chắc chắn là yêu quái rồi, đảm bảo với các bạn thế. Cái min rút của nó thì mình, hiện tại mình chưa đủ, đâm ra mình sẽ làm một lúc để các bạn nhìn thấy cái thao tác mình làm nó cũng tương đối là nhanh. Khi nó đủ min, một lúc là đủ min thôi, đủ min rồi mình sẽ tiến hành rút cho các bạn xem. Thì đấy, thấy chưa, nó còn nhanh hơn cả cái đợt trước cơ. Như một con yêu quái. Gái sinh thường là gái, thường là yêu quái. Đáng lẽ mình cũng phải chọn cái to này thôi, rồi cứ làm lần lượt cho nó ấy. Tốc độ nhanh vãi trưởng nhỉ. Nếu sóng tốc độ nhanh vãi trưởng ấy. Ok, lấy 9 này. 900 cao hơn. Chả hiểu nguyên nhân kiếm tiền ở cái web này là gì. Đấy, chỉ làm thế này thôi. And soon we become 6.000 ruble is it? Is it become not away enough for time to finish? Và sớm the win media sẽ đi. Small mà. Không thằng nào nói gì với việc luôn. Cái gì đấy? Ai nói tiếng soon enough 10.000 ruble is not to down limited. Chả hiểu ý nói everything. Mấy thằng vớ vẩn. Thank you. Toàn mấy thằng vớ vẩn, mấy thanh niên này. Hello, I'm morning. I'm so ready to work.
Nào đủ chưa? Vẫn chưa đủ. À đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Đấy nhá. Cái này nếu mà ghét cái này thì nó phải bạn phải update lên đại khái là nhận này những cái thứ share trên các mạng xã hội đại khái như vậy. Đấy, này, nhận quà đấy bạn phải chat chít với bọn nó. Học hành với đòi You follow spam and you after withdraw. Ok, after mình withdraw mình mới được gửi thông tin, còn nếu không thì mình sẽ không được chat gì cả cái này. Ok, chúng ta đi trước toàn nào, withdraw. Đấy. Thường thì gái sinh thường là những cái con nó lưu manh. Đấy, những cái bọn này ba vì kinh không. Đấy. Khi rút dịch ra, dịch ra, dịch ra, không dịch à? Đợi tí nó dịch. What if I take a server we for giới thiệu qua giới thiệu bây giờ thì bạn cần một cái code please note code unlimited update every 7 ngày to this code. Nếu mà bạn muốn withdraw đấy, thì bạn cần một cái code today này, ra sàn 13.000 không quan tâm gì mấy thằng payout này đấy thôi, ấn vào đây to get code thì 8 phút, 5 phút, 8 minute. Thì bạn muốn get code bạn phần cần phải thanh toán 191 ruble. Nếu là mình ạ, 191 ruble đối với mình nó không phải là một vấn đề lớn. Nhưng mà vấn đề là mình muốn thanh toán lắm nhưng mà nó không cho. Đây nó sử dụng hai cái này, ba cái này, mấy cái ví này nó sử dụng toàn hàng của Nga hết cả. Xe Sipabank này là cái quét bank online này là cái gì không biết. Nhưng mà Visa card hay bất cứ những cái gì này là đều là hàng của Nga cả, mình đều không có. Bank card Metro World này, tất cả mọi thứ này. Nếu như nó có hỗ trợ BE ở đây thì mình sẵn sàng vào test cho các bạn ngay. Nhưng mà nó đích hỗ trợ, nó lại chỉ hỗ trợ những cái thằng hàng này, rất là nội địa ở chúng nó. Nó là chả có khác, có kết luận gì cả. Đâm ra nếu như mà kể cả chết hay không chết hay là đẻo hay không đẻo ở một web như thế này, mình cũng sẵn sàng vào cho các bạn 191 ruble để cho biết, để cho các bạn biết, để cho các bạn xem không vấn đề. Nhưng mà vấn đề là mình chả vào được. Cũng muốn vào để xem nó như nào đây. À điền lên gì mèo không tác dụng vì mình thứ nhất mình không vì mình không có banh khạc này, cũng không có cái này, hai cái này banh khạc khạc tuy là banh khạc visa nhưng mà banh khạc visa của Nga cơ chứ không phải là cái banh khạc visa của cái bình thường đâu. IBAN ILOPOP này này là của bọn Nga cơ chứ không không phải là cái banh khạc bình thường đâu. 203 ruble tổng thể payment 203 nó send vào đây cái chuyển thế Simple Play, nghĩa là cái kiểu một website payment khác của bọn nó chứ không phải website nội tại. Đại khái là như vậy. Đâm ra anh em nào mà có muốn cố muốn chơi hay là dù có nói ở web này scam hay không scam thì cũng không có gì là bằng chứng cả. Với lại chả có gì là bằng chứng nó scam cả. Với lại cộng với các bạn biết rồi đấy, gái đẹp thường là yêu quái mà những cái thứ nó dễ dàng này thì cũng chưa chắc là đến tay anh em. Đây, 10.000 rú. 10.000 đây. Chưa rút không rút được ra đây, vào tặng là cho bao nhiêu ấy quên trừ cha mất rồi. Nhưng mà đại khái quét này thì có các bạn nó cố đấm ăn xôi thì cũng thế thôi. Đâm ra anh em cứ đừng hỏi mình là tại sao, vì mình cũng không có ai có những cái thẻ kia để mà ấy để hàng Nga ấy, rồi bọn Nga thì tiếng nó khó nghe lắm, mình cũng chả nghe được mà cũng chả muốn học tiếng Nga làm gì. Ok, cảm ơn bạn đã xem kênh YouTube của mình. Bạn nào chưa ấn subscribe, nhớ ấn subscribe ủng hộ kênh YouTube của mình nhé. Mình đi nhanh web này thôi mà có muốn giới thiệu đâu, nhưng mà các bạn cứ hỏi nhé. Làm sao kiếm tiền ở trên web này đấy, phương thức nó như thế thôi. Có bạn quen thằng nào ở Nga thì bảo nó nạp tiền cho nó banh cạc, có mấy cái phương thức nạp tiền này xem bạn những cái này, kể cả cái ví này chăng nữa, hai cái ví này không có có số điện thoại ở Nga thì các bạn không thể đăng ký được đâu, đâm ra cũng không có tác dụng gì. Ok, cảm ơn bạn.